Tại Indonesia, từ lâu nay, nông nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Chính phủ Indonesia đã triển khai các biện pháp thúc đẩy ngành nông nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực cũng như là cải thiện điều kiện sống của nông dân. Một trong những biện pháp được triển khai hiệu quả là áp dụng công nghệ thông minh vào nông nghiệp, giúp những người nông dân đỡ vất vả hơn, đồng thời cho năng suất cao hơn. Ông Edi Prasetyo, 53 tuổi, sống bằng nghề nuôi cá ở tỉnh Java của Indonesia hơn 20 năm qua. Ông cùng với những người nuôi cá ở tỉnh Java đã lắp đặt hệ thống cho cá ăn tự động do một công ty khởi nghiệp địa phương phát triển. Thay vì phải ra tận hồ cho cá ăn, giờ đây ông có thể cho cá ăn bằng một ứng dụng trên điện thoại. Hệ thống này giúp người nuôi cá có thể theo dõi, kiểm soát lượng thức ăn vừa đủ cho cá và can thiệp kịp thời khi có vấn đề phát sinh. Hệ thống này giúp công việc của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là khi trời mưa. Chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều sau khi triển khai hệ thống này. Chúng tôi có thể cho cá ăn tại nhà bằng ứng dụng cho cá ăn tự động. Hệ thống cho cá ăn tự động giúp giảm tình trạng lãng phí thức ăn và giảm chi phí quản lý. Cá cũng lớn nhanh hơn nhờ hệ thống nuôi cá tự động này. Cuộc sống của người dân từ đó cũng được cải thiện. Thu nhập của chúng tôi tăng lên. Đó là nhờ vào độ chính xác của hệ thống cho cá ăn tự động. Đây là một sự cải tiến lớn so với việc cho cá ăn thủ công. Trường nội trú Thi Phác đang dạy những nông dân trẻ cách sử dụng hệ thống tưới tiêu không dây. Hệ thống này giúp sử dụng nước hiệu quả và bền vững hơn. Công nghệ thông minh cho phép lập trình và kiểm soát việc tưới tiêu thông qua một ứng dụng di động. Hệ thống bao gồm các cảm biến điều chỉnh lượng nước theo độ ẩm trong đất, tránh lãng phí nước. Năng suất tăng gấp đôi so với các phương pháp thông thường. Kết quả là chúng tôi có thể giảm đến hơn 80% lượng nước tiêu thụ. Tại Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới, 43% dân số sống ở khu vực nông thôn. Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Chính phủ Indonesia đang phối hợp với Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO áp dụng đổi mới kỹ thuật số vào lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là giúp đỡ nông dân những khu vực khó tiếp cận nhất. Mục tiêu là thúc đẩy sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực trong nước, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. Tại Indonesia, chúng tôi đang triển khai sáng kiến này ở hai cấp độ. Cấp độ 1, hỗ trợ chính phủ xây dựng chiến lược nông nghiệp điện tử mới. Cấp độ 2, chúng tôi cố gắng triển khai quy mô nhỏ hơn ở từng địa phương, từng cánh đồng, thông qua sáng kiến làng kỹ thuật số. Cho đến nay, nhiều làng kỹ thuật số đã được triển khai trên khắp Indonesia để giúp những người nông dân sản xuất và phân phối sản phẩm một cách hiệu quả. Việc áp dụng kỹ thuật số vào nông nghiệp đã giúp những người nông dân nước này cải thiện cuộc sống, đảm bảo an ninh lương thực trong nước, cũng như hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.